Đếm sơ cái khoảng cột điện là 14 khoảng anh em ạ. 14 khoảng cột điện. Đang tìm cái que để có thể xuyên cái cáp vào. Chưa nhìn thấy cái que nào. Đất bạc màu. Đây là thuê bao gần cuối cùng rồi. Ở đây là hôm trước lắp khoảng 20 hộ gia đình rồi. Giờ còn vớt phát một số nhà nữa. Cái nhỉ, không thấy có cái nước tặng đây này. Một khoảng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ném trượt anh em ạ. Ở đây nó xa nhưng mà nó dễ kẹo hơn so với những cái điểm bên kia. Ở trong này đợt trước đặt đặt tủ cáp nó cũng dễ kéo. Cây cối ở trên cái đường cột 04 này thì hầu như là không có. Cho nên mình triển khai nó dễ dàng hơn. Treo đi đã. Mấy cái điểm này mình treo nhá, để tí nữa cái điểm băng đường kia lên mình treo để kéo qua. Nếu mà mình không treo mà nó thấp xuống đường đây, mình kéo dây thuê bao thì vậy dồn dồn cáp anh em ạ. Cho nên mình sẽ phải treo dây ở đây, ở cái điểm này. Để tí nữa điểm kia mình sẽ dễ dàng kéo kéo dây qua thôi. Triển khai thì anh em cứ treo hết 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 mức.
treo hết tầm. Ôi giời, tuột mất anh ạ. Mình treo dây như này để qua mấy cái điểm mở băng đường như này thì nó dây nó không bị trùng xuống, mình có thể thoải mái để kéo. Nhà khách là mãi ở góc cua cuối cùng bên kia kìa anh em. Đấy, gần nhà trắng kìa. Giờ vẫn còn là một cái khoảng rất là xa đấy. Mình không ăn thịt chó nhưng mà con chó này nó rất hay lao ra để cắn nhá. Hôm nào ăn thử lại.
Ở đây là cái cột 04 cuối cùng rồi. Và từ đây lên nhà khách nhỏ hơn 200 mét nữa thì phải kéo kéo chay. Kéo bo. Không có cột. Đi dây kiểu nào đây? Ở đây toàn cột tre này với lại hay lại đi lên cây trên này. Không biết nên đi cái mặt cột tre này hay là đi đi sang góc bên này. Đi sang cái góc bên này thì đợt trước là cũng kéo một cái dây thuê bao rồi. Khả năng là đi sang bên này. Đi sang bên này xong đi qua cái cây cái tre bên này thôi. À cây xoan bên này thôi.
Thằng này mà cái áo lao lông cột. Thằng này toàn đi lên cỡ đây nè.
Và khi bộ cái chạch cơ chạch trước em phải đợi cái dây nữa cơ ha. À, lắng bao lâu đấy luôn ạ. Đi lên cơ san. Đi lên cơ san, bắt lấy cơ ối bên này. Tuổi nhiêu ong anh giờ? Đợt này có tuổi rồi hay sao anh em ạ? Trèo lên cột phải dùng dây đai rồi. Nghe nó nặng người rồi. Bình thường cũng chả cần phải dây đai dây điếc gì đâu. Treo bo. Đợt này phải dùng dây đai này. Công ty cấp cho một cái loại dây đai nhưng mà loại đấy treo lên cái cột vuông một cột ấy. Một cột đơn ấy rất khó để treo, khó để buộc. Cho nên vừa phải mua cái này hết 100 mấy nghìn đấy. Cái dây này thì nó vừa nhẹ, nó vừa cái độ dài của nó là vừa. Mình treo lên cột cột đơn treo nó dễ hơn. Lùa ba. Để trùng đây một chút để tí nữa chọc lên cái góc bên kia.
những cái điểm mà gần đầu gần cuối như này mà nó đi chéo chéo một chút như này, anh em bện hai đầu vào để nó chắc chắn. Chẳng hạn như có bị đứt thì nó không thể đứt qua cái điểm này nữa, nó sẽ bị đứt cái dây cường lực trước. Nhà đây làm nhà sàn đẹp quá anh ạ. Đây nha anh em nhá, anh em vòng một lần sang bên này, những cái điểm tì này anh em phải kéo cho nó chặt vào này, buộc đối với cái dây cáp quang thì anh em càng kéo như này nó càng thít cái điểm này lại. Dây cáp quang thì anh em không cần phải buộc nhiều lần đâu, buộc nhiều lần nhưng mà anh em không buộc đúng chuẩn của nó là nó kéo nó bị tuột mất. Nếu mà băng đường như này ở nông thôn thì anh em mới thực hiện được nhá. Còn ở thành phố thì không thể triển khai được như này.
hoặc là những băng đường quốc lộ thì không thể làm dây nó đi như này. Quốc lộ là nó hay nhiều xe cộ qua lại, còn ở đây trong này không có ít xe cho nên mình mới triển khai được như này. Anh em lại áp dụng cho thành phố thì nó lại không đúng. Đầu dây bên này là bao nhiêu đây? 898 à? 900 đây. Từ ngày không biết anh nào nghĩ ra cái phương pháp bện dây như này thì nó rất là tuyệt vời, làm nó ít bị sự cố.